Hello mọi người, đây là video tuần đầu tiên đi học của tân sinh viên khoa thanh nhạc. Ok, bắt đầu, let's go. Hello mọi người, mình là Minh Hoàng đây. Ok, đi vào luôn một câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi mình là tại sao dạo này ra ít video vậy? Tại sao dạo này không ra vlog nào? Dạ kính thưa mọi người, đó chính là mình mấy tháng nay mình phải là ôn thi tốt nghiệp này, ôn thi thanh nhạc này, ôn thi thẩm mỹ tiết tấu này, xong rồi thi tốt nghiệp này, xong rồi chờ kết quả thi tốt nghiệp này, xong rồi là thi đầu vào ở trường Thăng Long này, xong rồi bà la đủ thứ chuyện nữa, làm thủ tục nhập học các kiểu, xong rồi đi tìm nhà thuê nhà các kiểu, cho nên là mình rất là ít thời gian làm video. Bây giờ có rồi nè. Ok, ban đầu mình từ tính là mình sẽ làm video một ngày đầu tiên đi học của tân sinh viên khoa thanh nhạc, nhưng mà không. Mình nhận ra là cái thời khóa biểu của mình nó không giống hồi cấp 3. Nó rất là ít. Không phải rất là ít mà là nó ít hơn so với hồi cấp 3. Đó. Cho nên mình sẽ làm vlog tuần đầu tiên đi học của tân sinh viên khoa thanh nhạc trường Đại học Thăng Long. Yeah. Ok, trong người cũng đã biết hoặc là chưa biết, hoặc là biết rồi hoặc là chưa biết, mình không biết là mọi người biết hay không, mình biết được đúng rồi. Ok. Thì năm ngoái mình có làm một cái vlog là ngày đầu tiên đi học sau mùa dịch. Thì cái vlog đó mình đã, trước khi đi học mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ đúng không? Mọi người xem này, xem tại đây nha. Đây nè, đấy mình nhìn chưa? Ấn nở xem lại nha. Đó. Thì năm nay thì sao? Năm nay có gì khác? Thì năm nay để chuẩn bị đi học thì mình phải chuẩn bị đi học thôi thì sao nữa? Ok, trước khi bắt đầu chương trình đi học thì chúng ta hãy bắt đầu chương trình tuốt lại nhan sắc. Ok, cái việc đầu tiên đó chính là đeo cái băng đô này vô. Cái gì thứ hai đó chính là rửa mặt, nhưng mà lại là rửa mặt tại phòng luôn. Trời ơi, nhìn đi nhìn chưa, đây chính là những thứ mà dính trên mặt mình đó. Hãy rửa mặt thường xuyên nha, đừng để cái mặt của mình bị dính mấy cái này. Eo ơi, kinh tởm. Quên, đừng có tẩy trang xong là phải đi rửa lại cái mặt nha. Nhớ đó. Ok, việc tiếp theo đó chính là kẻ lông mày. Tại sao á? Bởi vì đây chính là hậu quả của cái việc cạo lông mày ngu. Mình tự cạo lông mày đó, xong bắt đầu mình thấy cái lông mày của mình nó kiểu này nó lạ thế, lạ lắm đừng nghiêng. Cho nên là mình phải vẽ lông mày lại thôi. Sau khi mình kẻ xong cái lông mày thì mình thấy nó vẫn lạ. Nó không lạ như vừa rồi là được. Tiếp theo là bôi thêm tí son để cho nó đỡ nhạt nhòa cái miệng đó mọi người. Hình như là hơi đậm rồi, thôi bôi lại một tí thôi. Bôi lại cái môi thơm mà nói chuyện tiếp. Bôi cái môi thơm đó rồi nói chuyện với chị. Ok, vậy là xong rồi đó. Chỗ này không phải là do mình bôi lem đâu nha, mà chính là mũi đốt đó mọi người. Ngứa kinh khủng. Ok, xong xuôi rồi. Ôi trời ơi, con nhà ai mà xinh thế. Ôi trời, xinh quá cơ. Ok, thôi không đùa, thôi không đùa nữa. Chuẩn bị đi học đây. Từ từ đã. Quên chưa biến hình. Ok, biến hình đây. Chuẩn bị biến hình nào. 3, 2, 1. Pẹt. Ok, đỉnh chưa? Chắc là đỉnh đấy. Đỉnh lắm luôn đấy. Thì đương nhiên đi học là phải mang sách vở đi, rồi mang thêm quyển sổ nữa, xong rồi cho học bút vào nè, xong rồi còn cái mic nữa. Cái mic này làm gì á? Đi đến nơi con người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em. Mưa giông bão có chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kiếm sĩ tình nơi chỗ nó viết sau lưng nhớ mong em baby. Ây da, đau họng nha, đau họng nha, đau họng nha, đau họng. Biển khô cạn trời không còn đây sao, thì anh vẫn nơi đây và chờ em. Bên em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em. Mưa sương bão tôi chẳng quan tâm đến ngày đêm. Trời ơi, ngựa muộn học bây giờ. Đặc biệt là không thể nào mà quên được thẻ sinh viên nha, nếu không thì không được vào trường đâu. Úi xời, ai đây? Ok, đây chính là outfit hôm nay nè. Đó, sời. Thôi bớt sờ đi, chuẩn bị đi học đây. Ok, lên ngựa và let's go. Hư, một phát tới trường rồi nè. Úi dồi ôi, tí đâm vào nhau, úi dồi ôi. Đây rồi, trường mình đây rồi, đây nè. Một tay lái máy, một tay cầm xe. Ok, chỗ để xe của mình là phải leo dốc, cho nên là mình phải leo dốc thôi. Bắt đầu leo dốc đây. Ok, mọi người đừng có để ý mụn này nha. Ây da, hiện tại bây giờ là 1:20 trưa, cho nên là mình phải im lặng một tí thôi. Có ai thấy mình không nè? Ok, và truyền thống trường mình là muốn đi thang máy là phải xếp hàng nha.
Mình đã vào thang máy rồi và mình đang cảm thấy hơi quê một chút vì có mỗi mình cầm máy quay các kiểu thôi ấy. Và cuối cùng thì mọi người cũng đi ra ngoài hết rồi bởi vì chỉ còn mỗi mình trong thang máy thôi, cho nên là quẩy lên. Ok, mình đã bước ra ngoài rồi và đây chính là khoa của mình học, khoa âm nhạc ứng dụng. Bước vào là mình thấy hơi bị nhiều anh chị khóa trên nha. Ok, và bước vào cái phòng học của mình thấy là còn nhiều anh chị khóa trên hơn, cho nên là mình cũng hơi rén ấy. Hello mọi người, có thể qua không ạ? Cái này zip quá. Trời ơi, toàn mấy anh chị khóa trên thôi, rén thật sự là rén. Ok, thầy mình đã bước vào lớp rồi nhưng mà mình vẫn chưa hết rén, cho nên là làm cốc nước cho hết rén nào. Xin nhắc lại lần nữa là các bạn đừng để ý cung mụn đấy nha, đừng để ý nha. Ok, và mấy anh chị khóa trên đã ra ngoài rồi cho nên là mình cũng là hết rén rồi mọi người. Yên tâm đi, rồi ai cũng phải trải qua cảm giác nó rén rén kiểu này thôi. À, mình quên nói mọi người là mình đang học tiết thanh nhạc nha. Đó, cho nên là mình đang ngồi nghe thầy gọi là bài học đầu tiên về cái thanh nhạc đó. Nghĩa là khi các em hát cái từ này ra, các em phát âm nó ra là nó đang ở chỗ nào và điểm nào trong cái khoang miệng của mình. Ok, mình thấy cả lớp mình có 5 người ấy, thì cả 5 người đều là hơi buồn ngủ ấy, cho nên là khởi động một tí cho giãn cân cốt nào. Ok, và thằng bé Minh Anh đang chuẩn bị bắt đầu bài tập luyện thanh nha. 1 Thấy chưa, cái bài luyện thanh này nó dễ không mọi người? Dễ á? Ok, xem tiếp nhá. Trời ơi quê quá trời quê. Na 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 na. 2 1. Na 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 na. Như thế. Na 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 na. 2 1. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ok, luyện thanh xong rồi, uống nước rồi, nhận ra rằng là mình đang rất là chậm kẽm vì cái bài luyện thanh của mình là cái bài luyện thanh khó nhất lớp luôn. 2 nào. Mê 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 mà 2 1 mê 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 mà ma 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 ma. Em làm sao em phải đừng có tì vào đây nghe cái giọng ma 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 ma. Mê 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 ma 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 ma. Cái âm đấy nó phải bay lên cơ chứ không phải ma. Hiểu không? Ok, một người luyện thanh, bốn người ở dưới ngồi cười. Mê ma. Mê 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 ma 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 ma. 2 ma. Mê 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 ma 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 ma. Ok, thì anh này đã có kinh nghiệm học 2 năm bên Trung cấp Nhạc viện Hà Nội rồi. Nhưng mà anh học khoa cổ điển cho nên là bây giờ muốn theo trường phái nhạc nhẹ thì phải sửa thôi, sửa rất là nhiều luôn. Sorry bạn, mình bấm quên nút đúng bạn bị ghét. Khó thân là
chờ. Đừng mong, đừng tiếc nuối, vì chỉ những lời nói chia tay là em tròn, là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Người yêu, người yêu ơi, người yêu, người yêu ơi, người yêu, đấy, người yêu ơi, trong lòng anh nhớ nhỏ nhỏ và run rẩy thôi. Vì em vẫn chỉ là người nhớ sau, vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau, và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người. Chỉ là người đã sâu, mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau. Mong em sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Người ta này đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Ok, học xong rồi thì giờ sao nhỉ? Về nhà thôi chứ còn sao nữa, bye bye. Ok, mình vừa mới leo dốc xong thì đường lý rẽ ngẫu nhiên là mình phải xuống dốc rồi. Ok mọi người ơi, hôm nay mình quên mất là hôm nay mình có một môn online, đó chính là môn triết. Và thầy cô giáo sẽ dạy mình bộ môn này, đó chính là không một ai. Bởi vì cái môn này mình phải tự học. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là xem cái hướng dẫn học môn triết để tự học đây. Hey. Một môn học đề cao tính tự giác. Yeah. Ok, giờ mình ngồi đây, mình ăn kem, mình học môn triết và tem lét. Bắt đầu. Ok, xem video rất dễ giờ thì mình cũng hiểu được một chút rồi. Khá hẳn một chút, nhiều chút thì cũng hơn. Bây giờ bắt đầu làm bài đây. Ok, start. Sởi nhìn cái tay kìa, cái tay nó điệu nghệ ghê chưa. Ok, sau một hồi lăn lội cuối cùng mình cũng làm xong. Và điểm của mình là 10 trên 10. Sởi, đúng hết luôn. Nhưng mà mình làm đến lần thứ 5 thì mới được 10 trên 10. Ok, tạm gác hết những cái sự lươn lẹo ở đây thì chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, là thứ 3 đó. Ok. Ok, ok, mình đã quay trở lại trường rồi đây. Và trước tiên mình sẽ vào cái nhà vệ sinh để show gương. Sởi gương xịn chưa? Quá là xịn luôn. Thôi, từ, sống ảo thế thôi. Lên lớp đây. Trộm vía là mình đi học vào giờ này nó hơi bị dở gương á, cho nên là thang máy sẽ không đông như hôm trước. Yeah. Và mình lại ở trong thang máy một mình again. Ok, quẩy lên nào mà thôi. Sắp mở nơi rồi, quẩy gì nữa. Vâng ơi, mở ra. Sợi, nghe lời chưa? Đi ra thôi. Hello bạn tui, là bạn Mai Thị Hiền đó. Mà thôi, bạn mình hiền thật mà. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi thầy dạy vũ đạo của bọn mình, bởi vì mình đến khá là sớm ấy. Bật mí một chút, đây chính là căn phòng mà mình đã thi năng khiếu đổ vào. Sợi ơi, đây rồi thầy Tom ơi, đây chính là thầy dạy vũ đạo bọn mình. Yeah. Nhưng mà thực sự là bây giờ vẫn chưa đến giờ học ấy, cho nên là mình sẽ sang lớp thầy thanh nhạc của mình chơi một chút. Chào thầy Quang Đập Dài. Hello. Ok, bây giờ đến giờ học rồi và hôm nay mình sẽ học môn vũ đạo. Sởi, phòng tập đúng kiểu aerobic luôn. Ok, đợi một chút để cho mấy bạn đi học hơi muộn một chút đến đã. Thầy dạy vũ đạo của bọn mình là rất là hip hop luôn. Nhưng mà em xin lỗi thầy bởi vì em nhìn thầy giống anh Trọng Hiếu. Ok, lúc này là điểm danh time. Phí Quang Trọng
Có. Minh Anh có. Ok, điểm danh xong thì bắt đầu vào học nào. Nhưng mà mình nhận ra là mình lùn nhất lớp. Ui giời ơi. Thôi không sao không sao, let gột đen thôi. Học xong rồi đó, nhìn cái mặt mình thì biết, trời ơi. Tưởng nó khó nhưng mà nó lại khó không thể nào mà tưởng nổi luôn. Trời ơi, không hiểu tại sao luôn nó lại khó như vậy. Chắc là do chân mình ngắn cho nên là bây giờ mình sẽ tập khó cho mọi người. Thì mọi người thì không biết như thế nào luôn, trời ơi. Trời ơi, sao lắm trời ơi thế. Đi học nhảy khổ quá. Làm áp sửa tút à. Ok, thì bây giờ cũng quá giờ trưa rồi đó. Thì bây giờ mình đang cảm thấy rất là đói bụng cho nên là cả lũ đi ăn thôi, đi ăn nào, đi ăn nào. Trưa nay mình sẽ ăn bánh cuốn với cả cái rau sống này, mình để cho nó đẹp thôi chứ mình đâu có ăn đâu, mình không ăn rau sống. Ok, nhìn đây, đây là mì, đây cũng là bánh cuốn. Mời mọi người, mà thôi mời làm gì, có ăn ở đâu mà mời. Thôi đùa đấy, à đi cho miếng nào. Ok, quất xong em này rồi, ngon quá. Ăn xong rồi mình tính đi về nhưng mà thôi bọn bạn nó rủ lên khoa chơi hay là thôi lên khoa thôi. Ok, ra đi như chưa có cuộc chia ly. Ok, mình đã quay trở lại với trường học rồi đây, không biết nó có được bao lần rồi. Nhưng mà trời nắng quá khủng khiếp luôn. Thì sáng nay mình sẽ lại học môn chuyên ngành thanh nhạc, cho nên là bây giờ mình phải ăn sáng một cái gì đó. Bởi vì là phải ăn sáng thì mới luyện thanh mới hát được chứ. Ok, bước vào canteen chuyện trò nào. Ok, mình sẽ lót dạ bằng cái bánh này và cà phê sữa. Nhưng mà bánh này nhìn nó hơi sao sao ấy. Đây nè, mình nhìn nó cứ creepy kiểu gì ấy. Đây rồi, chiếc bánh này không khô khan nha. Úi giời ôi, nhân hình trái tim luôn. Ây da, cái bánh này nó có mùi bánh và nó cũng rất là khô, cho nên là mình phải uống cà phê thêm thôi. Và sau khi mình mở nắp ra, mình phát hiện ra một vấn đề. Trời đất ơi, nhìn như kiểu ai vừa làm một hớp của mình ấy. Đúng là kiểu rút rồi công trình, trời ơi. Và sau đây là một tình trạng thường xuyên xảy ra trong trường mình, đó chính là tắc nghẽn giao thông ở trong thang máy. May là hôm nay nó còn vơi đi ấy, chứ bình thường là đông hơn lúc này nhiều. Sau 47-49 giây phút đợi chờ thì cuối cùng mình đã lên khoa mình rồi. Hey, làm cốc nước trước khi vào học nào. Hello bạn. Hello. Phá đàn đường một lúc thì thầy của mình đã bơ ở lớp rồi, cho nên là đi học đây. Trời ơi, thì hôm nay mình sẽ vẫn sẽ luyện thanh và học như hôm thứ hai, cho nên là mình để không chán cho cái vlog này, cho nên là mình sẽ sau khi học xong luôn đi. Trời ơi, sao quá nhiều sự trời ơi trong cái vlog này. Còn mình đã học xong rồi. Thì bây giờ đang là tầm khoảng 11:30. Thì tầm khoảng 1 giờ mình có tiết ở trường. Thế thì thôi ở lại thôi. Ở lại ăn trưa xong rồi ở lại nghỉ ngơi một tí để chiều đi học luôn. Về nhà làm gì? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì ở lại chơi thôi. Trời má ơi, mày căng tin nó đông nghịt luôn. Bình thường thì mọi người sẽ ăn tầng 1 nhưng mà mình thích ăn tầng 3. Vì sao á? Vì có bánh cuốn, my favorite food. Ok, nhưng mà hôm nay hơi bị su là bởi vì là ở dưới tầng 1 vừa mới nổ cái gì đó, cho nên là cả 3 tầng đều mất điện luôn. Trời ơi, nó vừa nóng mà nó vừa vừa nóng thôi. Sau khi ăn xong thì mình sẽ lên phòng thanh nhạc để đợi tiết học tiếp theo. Ok, đã vào giờ học rồi, lên bọn mình đã vào lớp rồi. Thì chiều nay mình sẽ học là môn lý thuyết âm nhạc và ký xướng âm. Thực sự mình thấy thì hai cái môn này là hai cái môn khó nhất trong khoa thanh nhạc luôn. Ok, thầy mình đã bước vào lớp rồi, đây chính là thầy Cường No 7. Ok, và hành trang trong môn học này sẽ có đầu tiên là một quyển vở chép nhạc, thứ hai là một chiếc bút bi, thứ ba là một chiếc bút chì bút bi các kiểu. Trời ơi. Ok, bắt đầu vào học đây, Timelet, bắt đầu. Ok, nhìn mặt mình đi. Và nhìn thấy cái bảng này đi, mọi người có hiểu cái gì không? Mình còn chưa hiểu, sao các bạn hiểu được, đúng không? Thực ra cái môn này nó hơi bị khó đấy. Khó lắm luôn đấy, nói thật đấy. Ok, bây giờ mình sẽ học môn tiếp theo gọi là môn xướng âm. Thôi mình học đây nha. Ok, mọi người xem này, có hiểu cái gì không? Thì đây là những cái mẫu tiết tấu đó mọi người. Đó, nghĩa là vỗ tay theo nhịp á.
cuối cùng cũng đã học xong. Thực ra cái môn này nó không học không mệt nhưng mà nó lại rất là hách não luôn. Trời ơi, đó nhìn mặt mình đi không một chút nào nha. Từ nãy giờ não cũng hoạt động liên tục luôn ấy, vắt đi liên tục. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà nha. Và hẹn mọi người vào thứ năm là ngày mai đó. À, thứ năm đó. Tăng tăng. Ok Tằng, thì hôm nay là thứ năm Tằng. Hôm nay mình sẽ học môn là môn chim Tằng. Đây chính là trong phòng tập gym của mình Tằng. Và bây giờ mình đang đi vào Tằng. Mày có cầm Tằng cái mồm mày đi không? Tao Tằng cầm đấy. Tao đánh vỡ Tằng mới ra bây giờ. Tao thách cả Tằng mày luôn đấy. Anh núi em sao? Anh núi em, anh em mới tặng đồ anh, anh em anh ơi. Ok thì mọi người nhìn Tằng ạ. À, mọi người nhìn cái bộ đồ mình mặc đi. Có liên quan đến gym không? Chả liên quan đến gym luôn. Đúng rồi mà mình có đồ gym. Trong lúc đội thầy giáo tới thì bọn mình sẽ đứng đây để ngắm giai đẹp. À không, ngắm mấy anh đánh bóng rổ bóng chuyền cái gì đâu. Đây rồi, thầy giáo đã tới. Thì bây giờ bọn mình đang ngồi xuống để điểm danh. Xong rồi thầy nói một cái số về bài học đầu tiên về gym là lý thuyết đó mọi người. Ok, bọn mình đã ngồi được hơn 20 phút để thầy giảng về gym. Và mình bây giờ sẽ đi về. Tại vì sao á? Tại vì cả lớp mình không có một ai mặc đồ gym thì làm sao mà tập gym được, đúng không? Thôi, buổi sau sẽ rút kinh nghiệm mặc đồ gym hẳn hoi. Nhưng mà mình nghe nói là tuần sau sẽ chạy 5 vòng quanh sân trường. Trời ơi! Ok, thay vì về thì bây giờ mình sẽ ngồi đây để tán chuyện và bàn luận những cái bài học những ngày trước. Đây nè, mấy cái bài này nè, bây giờ là ngồi nhẩm ngẫm nghĩ xem đọc như thế nào, tiết tấu thế nào và cao độ như thế nào. Nói chung là cực kỳ hách não luôn. Bây giờ là 6 giờ kém và... Phố đã lên đèn, con đừng có môi kế mồi. Thôi đừng có tin, không có chuyện môi kế mồi ở đây đâu. Để cho mọi người xem cái này nhá, rất là hữu tình luôn. Trời ơi, lá cây xanh biếc. Hết rồi. Bây giờ trời đã tối rồi đó, cho nên là mình quyết định là đi về. Đi về thôi chứ làm gì bây giờ. Ok, thì trước và thứ 6 thì mình muốn nói mọi người một điều rằng là sáng hôm thứ 6 mình sẽ có một tiết piano. Nhưng mà có một sự cố đã xảy ra, đó chính là xem đi. Ok, bây giờ cũng đã là cuối giờ trưa rồi. Mà tại sao mình chưa đi học? Bởi vì là hôm qua mình nhận được thông báo đó chính là lớp piano của thầy Huy sáng mai thứ 6 nghỉ lịch học bù, chị sẽ thông báo sau, các bạn thông báo cho nhau giúp chị nhé. Đó, vậy là sáng nay mình đã được nghỉ. Ok, và cái vlog này chưa kết thúc tại đây đâu. Bởi vì tối nay trường mình sẽ tổ chức một đại tiệc. Là một đại tiệc. Đại tiệc đó chính là chào tân sinh viên K35. Mình K35. Yeah. Ok, nói nhỏ cái này nhá. Tối nay sẽ có nhóm G-Less về headline. Woo! Ok, ok, bây giờ mình đã quay trở lại trường rồi. Nói con này hơi bị nhiều rồi đấy. Thì mình có hẹn với 500 anh em là 5 giờ chiều nay sẽ có mặt ở trường. Bây giờ là 5 giờ rồi và... chưa thấy có ai luôn, mình đang một mình. Thôi, ra xích đu ngồi một tí rồi nói chuyện tiếp nào. Ngồi lấy giờ hơi bị lâu luôn, chắc cũng phải tầm gần 20 phút rồi đấy. Ok, con giờ này đã đến rồi, trời bá ơi, 5 giờ hẹn nhau, bây giờ 5 rưỡi, gần 5 rưỡi mới đến. Mới có hai đứa thôi thì làm bây giờ trống thì bây giờ thôi ngồi đợi thêm. Ok, 500 anh em, bây giờ chỉ còn lại 5 anh em thôi, chán thật sự. Ok, sau khi ngồi đợi rất là lâu, bọn mình quyết định lên khoa chơi, lên khoa của mình chơi. Ok. Ok, đây là lần đầu tiên trong tuần mà mình là người trong thang máy mình có thể nói được. Bởi vì sao á? Bởi vì là toàn người trong khoa mình thôi, cần gì phải ngại đúng không? Ok, bọn mình lên khoa rồi nhưng mà thảm thấy rất là vắng vẻ luôn bởi vì là giờ này mình có ở đây nữa. Thôi đi xuống luôn đi bởi vì là đại tiệc sắp bắt đầu rồi. Quả là một tình bạn tốt đẹp, mình đã gào rát cả cổ lên thì chúng nó mới đợi cho mình một cây giày mới đi tiếp. Trời ơi, mang tiếng đến sớm nhưng bây giờ đi la cà nên bây giờ phải đứng đây thôi. Đứng chỗ này thì nó cũng hơi xa với sân khấu ấy. Hello bạn nhá. Hello bạn nhá. Hello bạn nhá. Chào. Đụng là chạy. Mày đụng anh em tao ấy. Thôi đừng đánh tao. Úi dùi ui, sân khấu nó hoành tráng lệ chưa nhưng mà hơi xa và hơi cao nha, cho nên là mình phải nhờ một đứa nào đó đứng lên quay. Hành động rất là cảm động. Ôi. Vì muốn thôi là cả khoa mình có thể ở xem được trên sân khấu. Ôi giời ơi. Cho nên là không lên được. U. Và mình chỉ là một người đến sau. Thế em đã có người ở gần đấy. Mọi người có biết trong đầu lúc này mình đang nghĩ gì không? Buồng tàu già. Mọi người ra đi bãi này. Ok, trước khi đại tiệc bắt đầu chúng ta hãy bắt đầu chương trình là hát cho nhau nghe nha. Chúng ta đã mây đã trời buồn vàng ngang.
Đây chính là hình ảnh đôi bạn cùng dựa vào nhau sau những ngày, à sau những phút giây mệt mỏi đứng ở trời đây. Mệt thật đấy, không đùa đâu. Yeah.
đã về đến nhà rồi. Thì tại sao cái giọng của mình lại thành ra như thế này? Thì hôm nay là hơi bị sung ấy. Mình không ngờ là khi mà mình về mình xem lại những clip mà hay, mình không nghĩ là mình lại sung mức độ như vậy. Cho nên là bây giờ cái cổ họng của mình nó đang rất là đau, cho nên là mình phải nói rất là nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ. Cũng may là ngày mai mình không phải đi học, cho nên mình sẽ quyết định là người đoán thử xem mình sẽ đi đâu. Thấy cái này chưa? Và thấy cái này chưa? Đó, tại sao mình lại là xăm mấy cái đấy để ở nhà? Bởi vì ngày mai thứ bảy mình sẽ đi về Hải Phòng và mang bà La lên Hà Nội với mình. Vui không mọi người? Vui không? Đó. Vì lúc tiếp theo đó sẽ là hành trình từ Hà Nội về Hải Phòng mang bà La lên. Mình đã hoàn thành xong vlog một tuần học đầu tiên của tân sinh viên khoa thanh nhạc. Ôi dồi ôi, đầu tuần rất là háo hức và cuối tuần bị nát giọng. Ôi dồi ôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình và bye bye nha. Bye. Hãy đón chờ vlog tiếp theo của mình nha. Bye.